Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Sáng ra thì Kim đã đưa cho Chi đi học rồi cô chú anh chị, đi bằng xe bus xong rồi từ trường của Chi á, Kim bắt xe bus đi xuống cái trường học rồi cô chú anh chị. Bây giờ chuẩn bị vô năm học mới rồi đó mọi người, Kim đi học tiếng Anh ha, nhưng mà bây giờ còn sớm cho nên là Kim sẽ vào đây uống một ly cà phê cô chú anh chị. Caramel latte mọi người. Bây giờ còn sớm á cô chú anh chị, mới có 9:15 thôi. Mới có 9:15 hả cô chú anh chị, cho nên là Kim ngồi đây uống cà phê đợi, tại vì trường gọi là 10 giờ mới tới hả cô chú anh chị. Thì hôm nay lên sẽ làm một cái bài test xong rồi sẽ người ta sẽ sắp lớp cho mình học tiếng Anh đó mọi người. Thị trấn ở đây buổi trưa có chợ trời nè cô chú anh chị. Kim thấy bây giờ người ta đã bài ra kìa, người ta đã làm mấy cái liều ta bài chợ trời ra đó cô chú anh chị. Cái chợ ở đây thì cũng nhỏ chứ không có lớn mọi người. Chỉ có một cái quầy thịt, chỉ một quầy cá với mấy một quầy rau, trái cây và một cái quầy thịt, và người ta bán quần áo này nọ đó cô chú anh chị. Nhưng mà ở cái thị trấn này nè, có rất là nhiều cái shop mà bán đồ cũ cô chú anh chị. Không những là quần áo cũ không mà giống như đồ dùng gia đình đó. Mình nhiều khi mình dành thời gian ra mình chọn được những cái đồ giống như đồ cổ đó cô chú anh chị, mà rất là rẻ và đẹp luôn. Cái trường học của Kim á, đi bộ qua đây là khoảng 3 phút là tới hả mọi người. Cái shop nail Kim làm lúc trước là cũng nằm bên góc bên đây hả cô chú anh chị. Đi bộ chưa tới 1 phút nữa ha. Nhìn qua bên đó trong cái trung tâm mua sắm đây nè cô chú anh chị. Kim đã làm bài kiểm tra xong rồi nè cô chú anh chị. Bài kiểm tra tiếng Anh thì có tới 5-6 trang rồi mọi người. Nói chung là nói về cái gì bảo vệ môi trường đó cô chú anh chị, thì nói về bảo vệ môi trường hả mọi người, thì nó cũng nói chung là cũng không khó mà không dễ. Trời mưa cô chú anh chị ơi, mưa mà gió dễ sợ luôn đó mọi người. Chợ hôm nay vắng á cô chú anh chị, thường thường là người ta sẽ dựng hết những cái liều, những cái sạp qua phía bên đây luôn nè cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay vắng, hôm nay chỉ có mấy cái liều ở đây thôi. Ở đây có một cái nhà thờ hả mọi người. Ở đây giống như là trung tâm của cái thị trấn này hả cô chú anh chị. Ở trong đây thường là có một cái quầy cá tôm, nhưng mà ít có khi nào bán tôm đó mọi người, thường là có cá nhiều. Thỉnh thoảng Kim mới thấy tôm. Cá này giống như là cũng cá chết, cá đông lạnh hả cô chú anh chị. Và đây là có một cái quầy rau, ở đây có trái dưa hấu lớn chừng nè. Quầy trái cây chứ rau thì cũng ít thôi à. Chỉ có hai quầy như vậy thôi đó. Còn ngày thường thì người ta sẽ bán thêm nhiều quần áo nữa cô chú anh chị, chứ ở đây cũng không có cái rau gì mà của châu Á hay Việt Nam của mình hết á mọi người. Chỉ là khoai tây, cà chua, dưa leo, bắp cải vậy thôi à. Cho nên Kim cũng ít có đi ra đây lắm cô chú anh chị. Cái chợ lúc nãy Kim không mua được cái gì hết mọi người, cho nên là Kim đi qua cái shop này nè, kiếm một ít đồ để mua, xem có cái gì để mua cho chuẩn bị cái bữa tiệc sinh nhật của Chi, hoặc là mua cái đồ dùng trong gia đình đó cô chú anh chị. Với lại trời mưa đó mọi người, Kim đi gấp đi nhanh cô chú ơi. Kim ở trong cái shop này có cái quầy cà phê với lại bán đồ ăn sáng ăn trưa đó cô chú anh chị. Kim mua đồ ăn luôn nè. Có một cái củ khoai tây này thôi, người ta nướng lên xong người ta bỏ phô mai vô hết mọi người, là 4 đồng 69, là khoảng 130-140 ngàn gì đó cô chú anh chị. Có một ít salad. Con đi về. Con nói lớn
lớn lên con đi học về rồi. Con đi học con về. Đi học về rồi. Không, chưa có gì rồi, đang đứng đợi xe bus đúng không? Chị đang đứng đợi xe bus này cô chú anh chị, hôm nay chờ mua âm u mà mua cả hàng luôn mọi người. Con muốn ăn cái chồng đỏ đúng không? Hả? Có ăn trắng không? Ăn cái nước tương không? Nước tương luôn ha. Một cái đúng không? Nguyên một cái luôn đúng không? Hai đập cho con nè.
head up, comb his hair, and then daddy see the hair very long, isn't it? The boy was happy, but daddy wasn't happy. Mum said, oh, I like it! They look happy, look. You look handsome, isn't it? Click on Am. Click on Sam. Gray. I am Sam. I am, I am, I am.